Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay Tâm sẽ test cái bộ điều khiển từ xa bằng remote này. Bộ này gọi là rất thịnh hành trên thị trường ha. Hiện tại bây giờ bà con mình dùng khá là nhiều. Bộ này điều khiển từ xa là 100m tới 1000m nha. Dùng cho motor bơm nước, tưới cây, tưới rửa, phun xịt thuốc, xịt rửa chuồng trại đâu. Rất là tiện lợi luôn. Đó, xịt rửa xe. Có remote bấm rồi an toàn nè. Chúng ta không phải đụng tới điện 220V trực tiếp nữa. Rất là an toàn nha. Bộ này thì nó sẽ có những dây điện áp là 220V, 380V ha. Bộ mình đang cầm là dùng được cho cả 380 và 220 luôn. Cách tấu dây điện thì rất là đơn giản thôi. Đây nó có 4 chân ha, ký hiệu là 1 2 3 4 từ trái qua phải nè. Chân 1 2 điện vào, 3 4 điện ra motor. Đó. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho anh em mình xem và lấy motor này để test thực tế cho anh em mình thấy nha. Cái bộ này chúng ta ghép nối đến 10 tay remote nha. Anh em mình có thể mua thêm remote để mà sử dụng khi mà cần thiết, hoặc là chúng ta có thể dùng thêm tay remote kháng nước cũng được nữa. Đấy, tay remote kháng nước thì chúng ta mua thêm nha. Khi bà con mình có nhu cầu nè. Cái tay remote nó kháng nước thì trong nó rất là khác so với tay remote bình thường ha. Đó, trong nó mập hơn, có nhiều ốc vít bên cạnh cái mặt sau ha, và nó có ron cao su chống nước nữa. Anh em mình rớt xuống nước thì đụng lên xài thoải mái nha. Đó, Tâm đã test trên YouTube rồi. Qua một đêm thì remote vẫn hoạt động tốt, và khui ra thì không có hư hại gì bên trong hết. Anh em có nhu cầu có thể đổi qua tay remote kháng nước nha. Còn thực tế cái bộ này đó thì nó sẽ đi với tay remote thông thường như thế này nha. Đó, nó dùng pin cả hai loại remote đều dùng pin là loại pin 23A 12V. Rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ đấu đi điện cho anh em mình xem nha. Đầu tiên chúng ta thả lỏng mấy con vít này ra. Bốn ốc vít này ra nha. Đó. Rồi. Thì tôi sẽ dùng cái dây này để cấp cho cái motor nha. Motor có đầu cái chui cắm thế này nha. Đó. Rồi, tôi sẽ cấp điện ra ở chân 34 trước nha. Chân 34 thì thông thường chân 13 sẽ là chân nguội, thì chúng ta có thể dùng bút thử điện để thử. Ở chân 1 và lửa vào, chân 2 là nguội vào ha. Đây là tâm cấp ha. Rồi, tại vì cái công tắc này nó chỉ đóng cắt điện trên một dây thôi, do đó chúng ta nên đấu đúng về lửa nguội ha, cho nó an toàn ha. Để nó cắt đúng trên dây lửa ha, thì khi đó không có lửa, khi chúng ta tắt thì không có dây lửa ra thì sẽ an toàn hơn. Rồi, đấu điện vào nha. Điện vào. Anh em lưu ý nhớ siết chặt các đầu dây nha, để tránh hiện tượng phóng điện hay là do nó tiếp xúc điện không tốt nó sẽ phát sinh nhiệt các tiếp điểm này. Và một lưu ý nữa là các tiếp điểm này thì chúng ta nên dùng dây đồng nha, để đấu nối vào những cái tiếp điểm này cho nó dẫn điện thiệt là tốt nha. Đây thì chúng ta sẽ dùng cái đầu dây này để chui cắm này để cấp điện 220V vào nha. Đây, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ motor nè, mình sẽ cấp cho cái motor luôn này chứ. Giờ ghim điện đầu vào nha. Đó, trong nó lằng nhằng thế này nhưng mà rất là đơn giản thôi. Điện vào trong 1 2, ra chân 3 4. Rồi, cắm điện 220V vào nè. Tâm chưa có bật nha, mới cắm điện thôi. Đó, có đèn sáng nè, anh em thấy đèn màu đỏ sáng không? Đó, bây giờ chúng ta bật tắt từ xa nè. Motor quay ha. Cái con motor này là một ngựa nha, 700 khoảng 760W nè. Đó, bật tắt nè, rất an toàn. Còn nếu có khoảng cách xa hơn, chúng ta kéo dây anten, kéo cái anten này ra xa nè, nó khoảng 2 tấc mấy nè, 25cm đó, để nó truyền sóng, truyền tín hiệu tốt hơn tới cái bộ nhận ha. Trên cái bộ nhận này anh em thấy cũng có râu anten nè, chúng ta có thể kéo ra xa hoặc đưa ra ngoài cái hộp điện á để nó có thể nhận tín hiệu từ cái remote tốt hơn nha. Rồi, tắt. Rồi, chúng ta hãy bật tắt ngay trên nút này. Đó. Rồi, tắt. Bây giờ Tâm sẽ hướng dẫn cho anh em cách ghép nối remote luôn nha. Tâm sẽ lấy cái remote này ra. Đây, ok. Remote thì anh em phải thử có pin nha. Đó. Cái loại này thì nó cái đèn nó sâu bên trong nên hơi khó thấy, cái đèn màu đỏ nha. Đèn nguồn á, nè, anh em thấy kỹ không? Rồi. Rồi bây giờ chúng ta để ghép nối, chúng ta bấm giữ cái nút này nè, khoảng 4 giây thôi, cho đến khi đèn màu đỏ này nhấp nháy. 1 2 3. Đó, khoảng 3 giây là nhấp nháy rồi, xong nó bấm nút on trên remote nha. Đấy, đèn nó nhấp nháy thêm lần nữa, tức là xác nhận ghép nối thành công rồi đó, bật nè. Bật. Tắt. Rồi, cả hai remote đều sử dụng được, bật nè. Tắt. Ok chưa? Cách làm tương tự chúng ta hãy ghép lên tới 10 tay remote nha. Nhớ là lưu ý là mua cùng hãng Hornets này là xài hiệu quả nhất nha. Tại vì cái bộ này hay kén remote, anh em dùng remote 433 nhưng có khả năng là không ghép nối được do nó kén remote nha. Rồi. Một cái lưu ý nữa anh em khi sử dụng bộ này thì chúng ta nên để che mưa che nắng cho nó nha, không để ngoài trời trực tiếp, tại vì thấy nó có những kẽ hở để thoát nhiệt nè. Nó được thiết kế thoát nhiệt ha, tản nhiệt á. Thì anh em mình lưu ý, và đừng để có
kiến nó làm tổ đây nha. Có một số khách hàng gửi cái sản phẩm về bị lỗi là do kiến vào trong làm tổ, làm hư qua mạch bên trong nha. Nên mình lưu ý một số cái cách sử dụng như vậy cho nó an toàn và nó bền, được chưa? Rồi, tất cả nhu cầu liên hệ cho Tâm nha, số 0906 và 099063 nha. Tâm rất vui được chia sẻ cùng với anh em bà con cô bác ở mọi miền Tổ quốc ha.